Room cho đối đầu với Mark và Summer. Quân thì được đánh giá là cân. Bên mình lợi thế hơn, có cung R. Thì cái đấu trường này thì con cho son với con cũng cần con Mark C thôi. Con Sun thì cần con đô. À, xin chào anh em nhé, xin chào Nguyễn Mạnh Tưởng nhé. À, vâng đúng rồi, vẫn khởi động một trận là bình thường, vẫn khởi động 1-2C, vẫn khởi động cũng như khởi động 4C đi về luôn, không phải vượt chướng ngại vật nữa mà chỉ khởi động thôi, sau đấy là về được cái điều bình thường. Vâng, dạo gần đây tôi vâng cũng quen với áp lực của dư luận rồi, quen với áp lực của anh em khán giả rồi, nói chung là quen hết rồi. Bài đấu này, bài đấu Mark C với Đường Hoàng Mai Nhi. Tễo là người cầm sum. Liệu có bài đấu ổn, bài Mark C nhìn tạm tạm mà thấy cũng thấy cũng ổn ổn một chút. Khi mà có đôi vòi có bị yêu. Đã thấy. Đổ thêm thì liệu còn gì hay không đây. Anh em chờ một chút, mình đi mình đổi cái ghế đã, mới đâu nào ngồi cái ghế mà choác cả ra không thể ngồi được. Các em là bình luận viên Lê Mạnh Hưng, tự là Akiho, khán giả hay gọi là vâng óc chó, mọi người ở đây thì gọi là thằng lợn, thì nói chung là vâng anh em thích gọi gì thì gọi thôi, gọi gì cũng được, miễn là sao mà mọi người cảm thấy vui vui mồm, anh em muốn gọi gì thì gọi, hoặc là gọi cái thằng vâng thằng bình luận viên thế này thế nọ đấy, nhiều cả. Ờ, xin chào anh An Phai Việt Nam GSC ạ. Bài đấu an toàn hiểu boy. Con này mà ra con Pan hay con Pơ cũng phải mắc không con gì nhỉ. Báo về là bên kia toàn những ông chậm dân. Tám hai mười hai làm dân. Không bạn vâng sao mà sửa tỷ số được vâng bạn. À chào chào thi fan nhé, vâng lại có gái nhé, bên gái thật đây là vâng gái. Đây là gái lại có 33 chân đây. Ôi thôi hỏng rồi, ông này là ông Facebook ảo rồi. Vâng ông thi fan này đừng tôi xin phép, vâng tưởng gái cơ mà ông Facebook ảo rồi. Vâng đẹp trai này vâng đúng là đẹp trai thật. Bên kia báo về là Roman có 12% thôi. Vâng, em xin được thay mặt anh Nguyễn Hoàng Minh em chào anh Dương Tiến. Dương Tiến nghe như kiểu Dương Tiễn đấy nhỉ. Dương Tiễn trong cái bộ phim gì ngày xưa hay xem đấy. Báo về đây là bên kia lên sớm. Tiểu bàn thầu cầm Roma. Tiểu sẽ kích bài này ở trong 10.
14 người 26 dân sầm đánh chém. Chuẩn rồi, bài này không dại gì đến cùng hết. Bên mình có là chém có y nhưng ôi ba trận này FC trên một con dân rất tài hại. Chào. Đã lên xong dành cho tiểu màn thầu rồi. Một bài Roman lên là cực sớm và sẽ có y. Sẽ phải có y đâm vào nhà Roman trong trận này. Bài trận này khả năng phế trước thầu đây. Đang cố hai giò chơi vào nhà Roman trước. Bãi này gỗ này hở rồi. Vâng, bình luận vâng mặc định thua C1 anh em nói thế là sai rồi. Vâng, bình luận phải là mặc định thua 3C. Chứ đơn thua C1 thì nhẹ quá. Rồi, Tẹo đang chọc dân gỗ rồi. Bánh xe và tí nữa sẽ chuyển cung R. Ui, vâng còn giò hiệu quả quá nhỉ. Không, không, không ăn thua lắm. Chết 5 dân đến từ game từ điểm ban đầu mình mất con giò công giáp. Nhưng mà mình là quân dễ đánh hơn, mình có con Summer này cái gì cũng có. Bãi thang 18 thôi, liệu có đâm được y hay không đây? Phải có chém để có thể sang cả nhà cho Son nữa vì khả năng cho Son cũng là người có y. Không biết là cho Son chơi cái gì, cung mang một áo à? À đánh chém rồi. Chưa thấy đâu. Con Sum này, con Sum có thể cân đôi đấy, cố lên. Bạch Thàm vẫn 18 và có y. Bên kia cũng là một bài đâm y ngược đến từ viên thu tiểu bàn thầu. Nhưng mà y bên bạn thì bên mình lại có phù của Sum. Ngon nhìn khả năng phế rồi. A 17 thôi. Tễu khả năng giờ phải tễu để đánh với thế cân đôi. Tễu phải đánh với thế cân đôi. Cùng R kẹp lạc đà, kẹp phù, kẹp với y của Bách nữa. Để có thể chơi lại. Vâng, 1-1 báo vậy cũng không khỏe đâu. Tham tễu là cố gắng cân được đôi đấy. Giờ phải xin thêm phù thì nó nhiều y tễu, nó phải có đến 3-4 con y đấy. Phải xin thêm phù. Sẽ chuyển về thế đánh, dần dần chuyển về thế đánh chay cũng đâu. Chặt gỗ là dành cho tễu. Bây giờ một số lượng quân đông rồi. Cái lượng quân này của tễu thừa sức cân được đôi. Nếu như không có ý chém chay thì với lượng lạc đà và cùng R hỗn mã này thì thừa sức cân được đôi. Đấy, chú ý ý. Rất đông ý của tiểu màn thầu. Đây là khoảng 5 con ý, 3 con ý mặt trước và 2 con ý mặt ruộng. Ý Roma, cùng R gì ở đất hết. Cho Son nãy giờ thì không biết là có chuyển được cái gì hay không. Đấy, vâng, cân được đôi. Đấy. Bảo rồi. Hỗn mã này rất khắc những con y Maxe nó không quá sợ. Cũng có mấy con y Roman rách này và tỷ số có lẽ sẽ là 1-1. Tầm này là tầm tễu bắt buộc phải cân đôi chứ không phải là một bài đấu mà có khả năng cân đôi nữa rồi. Chắc chắn là sẽ cân đôi. Mùa 1, mùa 2 đang to, mùa 2 một bài châu phù. Tễu sang bắn đi theo không có lẽ là để bác chém được. Chuyển về thế đánh toàn cung R. 850 rồi. Thầu thì người đã gần như tắt tham. Thầu còn tham chắc là 10. Dương còi tham tầm 40. Hai nhà cộng lại bằng tham tễu hiện giờ. Bên mình thì bác là người đã tham còn 9 rồi. Một con chém dò ra bãi ruộng này. Chào anh Trung Hiếu nhá. Chào tất cả anh em.
đang theo dõi buổi livestream của game thủ vàng Mai Nhi. Bộc cờ phù lên đây. Đánh chạy cùng rồi. Tốt. Còn tên này mùa 2 là không cưỡng được đâu. Không cưỡng lại được. Tếu con thừa thực lên là cái giáp em ơi. Lên cái giáp cho nó chắc chay. Ở giáp 4 rồi. Tươi. Một thằng cứu nhưng một không gây gì cứu. Chắc chắn mà một không có gì để cứu mùa 2 tên này. Không có gì để cứu hết. Tỷ số. Vâng, tỷ số, vâng, vẫn là tỷ số thôi. Chưa có tỷ số mới, vẫn tỷ số 1-0. Tỷ số 1-0 từ xe trước và bây giờ vẫn đang là 1-0 trong xe đấu nhất này. Cái tỷ số thì nhìn chung nó vẫn đang là tỷ số. Kéo lạc đà về, bắt xong đơn luôn. Mất tình em lăn nữa hết trận, mình sẽ bảo Tễu bật voice chat. Nãy chắc là Tễu quên không bật voice chat. Bạch Tham còn 4, Sergio Ramos. Đứng bán đi em ơi, đứng mà bán đi. Cứ đứng đây thôi. Cắt vài con sọc đơn vào. Đúng một bài đấu mà đã dự báo là phải cần đôi đến từ Tễu. Em đang làm là khá tốt. Cái bên kia chảy cối đấy nhỉ. Chưa quýt đây. Không hiểu bên kia còn cái gì đánh không? Thầu là người gương mẫu tí đi thầu ơi. Có lẽ thầu vẫn đang báo là nhà bố ba này xấu, mong được. Đấy, vẫn đang báo mong được bố ba chết nhiều dân nhá. Đấy, thầu đang báo là bố ba chết nhiều dân đấy, bố ba fit rồi đấy. Đánh đi. À đây, tên cuối đây. Đấy, ông làm gì thì làm đi. Làm gì thì làm đi, dân tôi dân zoom đấy. Làm gì thì làm đi, hãy cho vào đây mà làm này. Gương mẫu đi thầu ơi. Thầu ngồi bên kia, thầu vẫn đang vâng gương mẫu cái gì. Gì đấy? Cây đen, hai cái đen ở trên đấy. Hỏi ông mấy ông làm kèo chiều xem. Tầng 4 đấy sao? Vào đi thầu đi sai rồi. Tỷ số là 1-1 gì đâu này.